Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì em đang có mặt ở bên ngoài cổng của phiên tòa. Đây mọi người, đây là những hình ảnh mà người dân đã dành tình cảm cho Văn An. Đây mọi người. Đó, đây là những hình ảnh mọi người thấy nhá. Đây là bên ngoài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hình ảnh mà có thể nói là mọi người rất là xúc động khi mà chứng kiến những người dân ở đây, họ đã đến từ rất sớm và đưa những cái tấm hình như thế này lên để cho mọi người thấy đây. Tất cả đều lên án ở đây ha. Chúng tôi trông chờ và đặt niềm tin vào pháp luật Việt Nam. Đó, hãy trả lại niềm tin cho chúng tôi. Đây, tra tấn trẻ em. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là những tình cảm mà mọi người đã dành cho Văn An. Đó, mọi người thấy chưa? Wow, một cái hình ảnh mà chúng ta cảm thấy rằng là ấm lòng ha. Chưa có một phiên tòa nào lại có thể là được nhiều người ủng hộ đến như vậy. Đây, hình ảnh rất là đẹp đây mọi người. Đây, mọi người có thể thấy hình ảnh đẹp không? Đó, đây. Thông qua hình ảnh này chúng ta mới thấy được rằng là tình cảm của mọi người dân ở đây đã dành cho Văn An như thế nào. Đó, tất cả mọi người đều mong muốn là sẽ tử hình cặp đôi Trang Thái mọi người nhé. Đó, mọi người đến từ rất sớm mà treo những cái tấm hình như này ở khắp các bên đường luôn. Mình sẽ đi vô trong này quay cho mọi người xem ha. Đây. Đông kín người luôn mọi người. Đó, tất cả đây đều đang mang tấm luôn. Phải tiếp tục phiên tòa đây mọi người. Từ đi vào thấy cô chú chị cứ la lên ăn tiền. Đó, đây là tiếp tục phiên tòa. Ở bên trong thì mọi người sẽ không được vô, mọi người ở chỉ ở bên ngoài thôi. Ở đây mọi người đều rất là bức xúc. Đồng phạm chết rồi. Tử hình. Đây, Nguyễn Kim Trung Thái. Đó, đây là những cái băng rôn của người dân có thể nói là nói lên cái tiếng nói à, đều là để ủng hộ cho Văn An và lại công bằng. Đây. Đó, tất cả mọi người đều muốn thay đổi tội danh là đồng phạm giết người. Để cái mức ở đây sẽ là... Đây. Người dân ở đây đến đây từ rất sớm rồi. Tất cả mọi người ở đây đều có một cái mong muốn là sẽ tử hình cặp đôi này. Đó, đây là những cái chia sẻ của... Người ta dân đến đây quá đông mà tại sao không cho coi? Không cho coi là sao? Cậu án xử sao? Tòa án là những cái tòa án ý kiến của một người hỏi là tòa án xử kín để làm gì? Bây giờ xử cho cộng đồng người ta quá đông nè. Tôi 72 tuổi, tôi đến đây tôi bất xúc lắm nè. Thứ nhất, bây giờ yêu cầu bắt thằng cha công an quản lý. Thì, một bà rất là lớn tuổi đến đây để lên án hành vi xử lý nghiêm cặp đôi Trang Thái. Đây là những hình ảnh mà mình thấy. Hai bên đây mọi người thấy đó, hai bên này thì đều là có những tấm hình của Văn An mọi người nhé. Đó, thấy chưa? Đây là bên phía ngoài của phiên tòa. Đó, đây ở bên trong này đây mọi người. Ở bên trong này sẽ là nơi diễn ra cái phiên xét xử của Văn An. Mọi người đều có mong muốn là sẽ tử hình cặp đôi này. Đây, mình sẽ đi kia đây mình quay cho mọi người xem. Chưa một phiên tòa nào mà lại có đông người đến như vậy mọi người nhá. Đây. Đây mọi người. Đó, đây mọi người đứng rất là đông. Đều đã lên án cái hành vi của Thái Trang. Một cái cặp dài bên đường luôn mọi người. Đây mọi người. Đó, hết ở bên đường luôn. Tất cả đều là muốn lên án cho cặp đôi Trang Thái này ha. Đề nghị cặp đôi này sẽ phải xử tử hình. Đó, đây là những hình ảnh mọi người có thể thấy đó. Hai bên đường đều là những hình ảnh mà những người đến để có thể nói là cùng lên án thay đổi tội danh đối với Thái. Mọi người đều cầm băng rôn khẩu hiệu. Và hôm nay thì tập trung rất đông người. Đều là những người không phải là người quen hay là những người thân trong gia đình, mà họ đến đây là để lên án hành động, những cái hành vi của cặp đôi này. Và đặc biệt là cái mong muốn nhất của phiên tòa ngày hôm nay là mọi người sẽ là
lên án được cái hành vi làm tử hình đối với Thái ha. Đó, mọi người thấy không? Cái sức nóng của một cái sức nóng của một phiên tòa mà được đông đảo mọi người ủng hộ như vậy. Đó. Mọi người đến đây từ rất là sớm để có thể nói là để chứng kiến cái phiên tòa ngày hôm nay. Đây mọi người, đó, đây là những hình ảnh mà bên ngoài đường ha, đều là dơ cao cái băng rôn khẩu hiệu. Đó, mọi người thấy chưa? Chưa có một phiên tòa nào mà đông như thế này. Đây mọi người. Đó. Đây mọi người thấy không? Hình ảnh đây rất là thương Vân Lan. Tử hình hay cái con quỷ ép xe quỷ nó làm gì chứ lương con mà cái loại niệm phải là người hay là quỷ. Hôm nay đến cái phiên tòa này thì chị có mong muốn gì ở phiên tòa này không ạ? Em mong muốn là hai cái con người này đừng có tồn tại xã hội này nữa, là sẽ bị tử hình đó ạ. Tử hình cặp đôi thôi con. Đây đây một em bé mới tầm này chắc cũng bằng tuổi của Vân Lan ha. Dạ, sinh năm 2022 đó, và lớn hơn Vân Lan một bọn em nhỏ như thế này mà có thể nói là nhẫn tâm hành hạ một cái cách tàn ác như vậy, còn hơn là thời trung cổ nữa. Tất cả mọi người đều rất là bức xúc đó, mọi người có thấy không? Hình ảnh một em nhỏ lên tiếng để có thể đó là thay đổi tội danh tử hình cặp đôi này. Đó. Một em nhỏ có thể nói là đây hai mẹ con đến rất sớm. Đó, đây ở bên ngoài mọi người thấy đông, cái sức nóng ở phiên tòa nó rất là đông cho mọi người. Đây, cho mọi người xem ở bên này một xíu ha. Đường đều kín xe rồi, chắc là sẽ không được vô mọi người. Không được vô mọi người, không được vô thì đứng ở ngoài thôi. Đứng ở ngoài. Không được vô trong mọi người, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài hết. Không được vô trong không mọi người. Ở đây thì họ khóa cổng rồi, cái xét xử ở bên trong mọi người. Đối diện với tòa án mọi người.